Xin kính chào cả nhà, thì hôm nay mình làm thạch lấy dứa với hai loại sữa luôn cả nhà. Đó là sữa bắp và sữa đậu xanh. Thì tùy theo sở thích của gia đình mình thích có loại sữa nào thì mình làm sữa đó nha cả nhà. Và bây giờ thì mình xin mời cả nhà cùng làm với mình nha. Làm rất là dễ luôn á cả nhà. Ở đây thì mình sẽ có 50g đậu xanh, rồi mình đem đi rửa sạch và ngâm nha cả nhà. Nếu như có thời gian thì cả nhà cứ ngâm 1 hoặc 2 tiếng, nếu như không thì ngâm qua đêm cũng được nữa. Còn không có thời gian thì cứ nấu trực tiếp, nhưng mà mình thấy ngâm qua thì nấu cái đậu xanh nó nở mềm ngon hơn. Đối với phần thạch thì mình sẽ sử dụng là bột rau câu dẻo nha cả nhà. Do mình thích ăn giòn nên mình thêm bột rau câu giòn nữa. Còn cả nhà mình không thích ăn giòn thì khỏi thêm, không có sao chơi nha cả nhà. Đối với một gói rau câu này thì sử dụng cho 2 lít nước. Hôm nay mình nấu ít nên mình sử dụng nửa gói và cho 1 lít nước nha cả nhà. Và rau câu giòn thì mình sử dụng loại này cả nhà. Nhà mình có loại nào thì xài loại đó, loại nào cũng được hết trơn cả nhà. Rồi ở đây thì là nửa gói bột rau câu dẻo. Rồi mình thêm 1 muỗng cà phê bột rau câu giòn và 80g đường cả nhà. Mình ăn ít nên mình sử dụng 80g thôi, mình ăn ít cái ngọt á. Còn nếu như cả nhà mình nêm mà thấy nó chưa đủ ngọt thì thêm nha. Khi mà mình nấu rau câu dẻo cả nhà, mình phải bỏ vô trong đường mình trộn cho nó đều hết rồi mình mới cho vào nước. Còn nếu không thì nó sẽ bị ốc trâu á cả nhà, nó bị đóng cục, cái bột rau câu mình nó bị đóng cục á. Cái rau câu giòn thì không sao, nhưng mà đặc biệt cái rau câu dẻo là phải trộn chung với đường rồi mới từ từ cho vào trong nước, nó mới không có bị đóng cục, nó mới hòa tan được trong nước. Đây 80g đường. Và thêm tí xíu muối nữa nha cả nhà. Xong rồi mình trộn lên cho cái bột rau câu và đường nó đều lại với nhau. Rồi ở đây thì mình sẽ có 1 lít nước và cho bột rau câu từ từ vào, bột rau câu với đường á cả nhà. Cho từ từ vào, vừa cho vừa khuấy. Rồi cái phần đậu xanh sau khi đã ngâm xong thì mình cho vào nồi mình nấu nha cả nhà. Rồi cho nước ngập lên đậy, không có sao hết trơn. Cái này mình nấu không có sợ nhão, mình chỉ sợ nó sống thôi hà, nó nhão chút không sao chân á. Bởi vậy cả nhà mình cho nhiều nước tí xíu. Rồi cho vào tí xíu muối nè. Rồi thêm mấy miếng lá dứa nó cho nó thơm nha cả nhà. Rồi mình nấu với lửa nhỏ từ từ cho nó chín là được á cả nhà. Nếu như cả nhà mình thích uống sữa đậu xanh thì cả nhà nấu hết cái phần đậu xanh này là 50g với 2 lít sữa là vừa. Còn mình thì mình uống ít cả nhà, mình chỉ nấu là 500ml sữa thôi. Bởi vậy cái phần đậu xanh này mình chia ra làm 4. Mình lấy một gói nhỏ như thế này thôi. Còn 3 gói còn lại mình bỏ đông đá cả nhà, khi nào xài mình lấy ra mình xài nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho đậu xanh vào trong cối và đổ sữa vào xay nha cả nhà. Sau khi đã xay xong rồi thì mình lấy một cái rổ này mình lượt nha cả nhà. Đối với đậu xanh thì rất là dễ. Cả nhà mình không có cái máy xay thì cứ cho vào trong cái rổ này rồi mình chà cho cái đậu xanh nó lọt qua cái lỗ này được ha cả nhà. Không cần phải xay cũng được nữa. Xong rồi thì mình sẽ bắt lên bếp mình nấu với cả nhà. Mình nấu với cái lửa nhỏ từ từ vừa vừa thôi nha. Đừng có nấu lửa lớn, nấu lửa lớn nó sẽ bị bồng con á cả nhà. Rồi trong cái lúc nấu cả nhà nhớ khuấy liên tục nha cả nhà. Đừng có bỏ đó không khuấy là sẽ bị khét nha cả nhà. Rồi có bọt thì mình hớt bọt. Cả nhà nhớ hớt từ từ nhẹ nhàng nha. Chứ đừng có hớt luôn cái phần sữa, phí nha cả nhà. Đây từ từ nhẹ nhàng hớt cái phần bọt ở trên thôi. Và đối với 500ml sữa thì mình sẽ sử dụng là 40g đường. Do mình ăn lạc nên mình bỏ 40g, cả nhà mình cứ nêm lại. Nếu thấy mà chưa có ngọt thì cả nhà cứ nêm nếm lại cho vừa với cái khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi cái khúc này nếu như cả nhà có lá dứa thì cứ bỏ vào vài lá cho nó thơm. Hoặc là nếu như thích mà cái hương vanilla thì bỏ vô tí xíu vanilla cũng được. Còn mình không bỏ gì hết trơn á. Và để cho cái phần sữa của mình thêm béo thì mình sẽ thêm cái phần kem béo này cả nhà. Đây là cái loại cam béo mà người ta đã dùng để uống cà phê á. Mình sẽ sử dụng 2 cục nhỏ như thế này thôi là đủ béo rồi. Mình cảm thấy cái sữa đậu xanh á, mà mình bỏ nhiều đậu xanh quá hoặc là bỏ nhiều cái kem béo quá thì nó sẽ béo, nó ngậy, nó dễ ngán lắm cả nhà. Cứ vừa thôi thì nó sẽ ngon. Do mình để lửa nhỏ cả nhà nên cái sữa của mình á, nó sẽ không có thấy mà sôi bừng lên giống như mình nấu bình thường. Nó sôi tim nhưng mà cả nhà thấy cái bốc khói này nó bốc lên nhiều. Có nghĩa là cái sữa mình đã đủ độ nóng rồi. Thì sau khi đã bỏ cái kem béo này, cả nhà cứ quậy đều và tắt lửa là được nha cả nhà. Rồi thì mình sẽ cho nó qua một bên để cho nó nguội rồi mình cho vào cái phần thạch nha cả nhà. Còn đối với cái phần sữa bắp thì mình sử dụng là bắp Mỹ nha cả nhà. Đặc biệt là bắp Mỹ, đừng có bắp dẻo nha. Tại vì bắp dẻo nó có tinh bột, khi mà mình nấu lên thì cái sữa của mình nó sẽ bị đặc. Và cái bắp Mỹ thì nó sẽ ngọt và nó thơm hơn bắp dẻo. Bởi vậy mình nấu bắp Mỹ. Do hôm nay mình nấu 1 lít thạch sẽ sử dụng là 2 lít sữa. Hồi nãy mình đã có 500ml sữa đậu xanh rồi. Thì ở đây sữa bắp mình sẽ sử dụng là 1 lít rưỡi sữa bắp nha cả nhà.
Thì đối với 1 lít rưỡi sữa bắp á, thì mình sử dụng là 300g bắp khi đã bào hộp như thế này đó cả nhà. Cái bắp Mỹ thì mình lột vỏ rửa sạch rồi mình lấy dao cắt cái hộp nó ra. Mình lấy 300g. Rồi mình cho vào đây một tí xíu sữa để mà mình xoay cho cái bắp nó nhuyễn đó nha cả nhà. Sau khi đã xay xong thì mình bỏ vô cái rổ mình lược nha cả nhà. Tại vì bắp là nó có cái xác bắt buộc mình phải lược. Nhưng mà mình xay một lần qua như vậy là nó không có nhuyễn hết. Thì mình lược qua một lần như vậy đi, rồi mình lấy cái xác mình bỏ sữa vào mình xay thêm lần nữa nha. Sau khi đã lược thì cái phần xác nó còn hơi nhiều như thế này đây cả nhà. Rồi mình bỏ vào trong lại cái ca, rồi mình thêm sữa mình xay thêm lần nữa nha. Xay xong thì mình sẽ bỏ vào rổ mình lược lại lần nữa. Và cái lần này thì mình thấy cái phần xác thì nó đã còn tí xíu cả nhà. Vậy là được rồi. Xong rồi thì lúc đầu thì mình đã chuẩn bị sữa bắp là 1,5 lít sữa. Hồi nãy giờ mình đổ vào trong bắp á, mình xay hết bao nhiêu rồi. Còn cái phần còn lại là mình cho hết vào trong nồi luôn mình nấu nha cả nhà. Cái sữa bắp này cũng vậy, mình cũng nấu với cái lửa nhỏ và đứng khuấy liên tục nha cả nhà. Đừng có bỏ sẽ bị đóng đáy nó khét đó. Khi mà cái sữa này mình nấu nó khét là có cái mùi khét, uống không ngon đâu. Sau khi mình đã thấy cái sữa bắp nó đã nóng lên thì mình cho đường vào nha cả nhà. Đối với 150ml sữa bắp này thì mình sẽ cho là 100g đường. Rồi thêm tí xíu muối. Rồi cả nhà cứ nêm lại xem nó đã vừa với cái khẩu vị của gia đình mình chưa nha. À, đặc biệt đối với đây là một cái loại thức uống cả nhà, nên mình thấy là cả nhà cứ nêm cho nó hơi lạt thôi. Đừng có nêm ngọt quá mà cũng đừng có nêm béo quá, nó sẽ ngán không có ngon. Đặc biệt mình thấy đối với cái sữa bắp này á, mình nêm lạt này ha, thì uống nó có cái vị thanh thanh rất là ngon cả nhà. Không có bị ngán, không có bị ngấy, rất là ngon luôn. Mình thích uống lắm. Và nếu như cả nhà thấy có bọt thì hớt bọt nhẹ nhàng nha cả nhà. Và bây giờ cả nhà thấy nó đã bốc hơi lên rồi đó cả nhà. Tại vì mình nấu lửa nhỏ, khi mà cái sữa bốc hơi lên nhiều thì cái sữa mình đã nóng rồi đó cả nhà, cái bắp đã chín rồi. Thì bắt đầu bây giờ mình cho kem béo vào nha cả nhà. Đối với 150ml sữa bắp này thì mình sẽ cho 5 cục cái kem béo thôi. Nhưng mà tùy theo khẩu vị gia đình thôi. Cả nhà cứ thích ăn béo nhiều thì cứ cho nhiều, béo ít thì cứ cho ít thôi. Nhưng mà mình thấy béo quá nó ngán lắm cả nhà. Mình thấy 5 cục là vừa đủ luôn á. Xong rồi thì mình tắt lửa và để nguội nha cả nhà. Xong rồi thì đến phần thạch. Cả nhà có thể chọn là mình nấu thạch trước hoặc nấu sữa trước, nấu cái nào trước cũng được hết trơn á cả nhà. Đối với phần thạch thì mình cũng nên mở lửa vừa hoặc khuấy từ từ luôn nha cả nhà. Rồi khi mà cái phần thạch nó đã sôi lên thì mình cũng hớt bọt luôn nha. Mình cho thêm vài cái lá dứa để cho nó thơm nha cả nhà. Đặc biệt lá dứa mình thấy nấu lâu quá thì cái lá dứa nó sẽ bị mất mùi thơm. Bởi vậy mình cho lá dứa vào mình nấu khoảng chừng 5 phút nữa là mình tắt lửa cả nhà. Nếu như có lá dứa tươi thì cả nhà xay lá dứa tươi lấy nước cho vào. Còn mình không có lá dứa tươi nên mình sử dụng cái tinh dầu lá dứa này nha cả nhà. Mình sẽ cho vào 1, 2 giọt hoặc là 3 giọt tùy theo, nếu như cả nhà thấy cái màu đã vừa đủ với mình thì thôi ha. Mà mình thấy cái màu này nó nhạt nhạt cũng được rồi cả nhà. Cái tinh lá dứa này mà mình cho nhiều quá nó cũng sẽ bị đắng đó. Xong rồi mình sẽ để nguội tí xíu nha cả nhà. Tại vì mình sử dụng là cái chai nhựa mà cái nước thạch này nó nóng quá như vậy mà mình chế vào cái chai nhựa. Thứ nhất những cái chai nhựa mỏng mỏng nó sẽ bị quéo. Còn nếu như những cái chai nhựa tốt hơn tí xíu nữa nó không có bị quéo. Nhưng mà nó ra cái mùi nhựa đó mình ăn nó sẽ không tốt cho sức khỏe đó cả nhà. Bởi vậy mình tắt bếp xong mình để nó qua một bên, để cho nó nguội từ từ. Mà trong lúc mà chờ nó nguội cả nhà nhớ lâu lâu cái khuấy lên vậy cái nha. Còn cả nhà mà không khuấy thì cái lớp ở trên mặt nó sẽ đặc, còn lớp ở dưới thì nó sẽ chưa đặc. Bây giờ mình vừa khuấy vậy nè, để tí xíu đó mình coi lên cái nước thì nó hơi đặc đặc như thế này là được đó cả nhà. Rồi mình lấy chai mình cho vào. Cả nhà coi nè, đây đặc như vậy là được rồi đó cả nhà. Đây, rồi cho vào chai nha cả nhà. Để rót vào chai cho nó dễ dàng hơn thì mình cho cái thạch này vô trong cái ca mà có cái miệng rót như thế này đây. Rồi bắt đầu mình cho vào chai. Hôm nay mình tổng cộng mình nấu hết trơn là 3 lít. 3 lít thì sẽ làm, nếu như một cái chai này 500ml thì là 6 chai. Thì cả nhà cứ chuẩn bị là 6 cái chai như thế này đây. Rồi mình chia thạch cho đều 6 cái chai nha cả nhà. Chứ không thôi mình không có tính trước là mình lấy 7 cái chai đi. Mình rót một hồi cái chai này có thạch được hồi xong mình rót sữa cái là bị thiếu sữa. Mình canh như thế này nó sẽ đều hơn.
Mỗi một chai là 500 ml, còn nếu như cái chai cả nhà mà 300 ml, 400 ml thì cả nhà cứ cộng lại làm sao đủ 3 lít là được rồi. Xong rồi mình để lên trên cái đầu ốp chén như thế này tạo đường nghiêng để cho cái thạch nó nghiêng và đẹp á cả nhà. Còn nếu như mà cả nhà không có cái đầu ốp chén này thì cả nhà có thể chọn cái mâm hay bất cứ một thứ gì á. Xong rồi mình để cho nó nghiêng như thế này đây, tí xíu nữa là sẽ nghiêng đẹp, cả nhà thấy nè. Nó sẽ nghiêng và đẹp. Còn nếu như mà không thì cả nhà để đứng cũng bình thường không có sao hết trơn á. Nó không có đẹp tí xíu thôi à, chứ không có gì hết, ăn vẫn ngon cả nhà, uống vẫn ngon. Rồi thì mình cho đậu xanh vào cả nhà, đây là 500 ml sữa đậu xanh của mình đây, cho vào. Hồi nãy nhóc nhỏ mình nó uống hết miếng rồi. Nên đây vừa thạch, nên vừa đậu xanh luôn, nên vừa đủ một chai này luôn à. Hồi nãy mình có làm một cái ca nhỏ cho nó đó. Nó uống trước rồi, bé nhỏ nhà mình thích lắm cả nhà. Đây, vừa một chai luôn là được một chai sữa đậu xanh. Cái phần sữa bắp sau khi để nguội thì ở trên mặt nó có cái lớp màng á, cả nhà hết cái lớp đó bỏ nha cả nhà. Xong rồi mình cũng đổ vào cái ca hồi nãy rồi rót vào chai cho nó dễ. Xong rồi đây cả nhà, mình được 6 chai mà mới bị bạn nhỏ của mình bắn xin hết chai sữa bắp rồi. Là bây giờ còn một chai sữa đậu xanh và 4 chai sữa bắp. Và đây là cái phần sữa mình đã để lạnh đó cả nhà, thì bây giờ bắt đầu mình thưởng thức và mình nêu cái cảm nhận của mình nha. Đối với sữa đậu xanh đó, khi mà mình để về cả nhà nó sẽ bị lắng như đít tí xíu nha, cả nhà thấy đây, có phần lắng như đít đó là đậu xanh đó. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái ống hút mà uống trà sữa cả nhà, dầm dầm ra để cái thạch nó nhỏ ra và mình hút nó dễ hơn á cả nhà. Và đây xong rồi cả nhà ơi, bắt đầu thưởng thức được rồi đây. Cả nhà xem là cái thạch nó màu xanh xanh nhìn dễ thương cả nhà ha. Bởi vì cả nhà xài cái màu xanh cho nó hơi xanh xanh là được rồi, không cần phải xanh đậm quá đâu. Cái nó màu xanh hơi nhạt nhạt tí xíu thì nó dễ thương. Cái phần sữa bắp cũng vậy luôn cả nhà, cũng chọt 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 cho cái thạch nó nhỏ ra. Đây. Đây là vận động trước khi uống đó cả nhà. Thì mình uống thử thì mình thấy là đối với cái phần mà sữa đậu xanh á thì nó béo mà nó có cái hơi bùi bùi của đậu á cả nhà, nên mình thấy nó hơi dễ bị ngán hơn tí xíu. Còn cái phần mà sữa bắp á thì cả nhà uống vô nó có cái mùi mình cảm giác như là nó hơi thanh thanh đó cả nhà. Rất là ngon luôn, không có bị ngán, bị ngậy gì chân á. Bởi vậy mình khuyên cả nhà khi mà nấu thì cả nhà cũng nên nấu thử giống như mình vậy đi. Nấu đậu xanh là 500 ml sữa thôi, còn sữa bắp thì cả nhà cứ nấu nhiều uống, tại vì sữa bắp uống nó ngon hơn sữa đậu xanh. Còn về cái phần thạch đó cả nhà, do mình có thêm bột rau cau giòn á nên ăn cái thạch nó vừa có dai nè, vừa có ăn giòn sực sực, nó rất là ngon luôn. Cả nhà cứ làm giống như mình đi, ăn rất là ngon. Vậy là chúng ta đã thành công với món thạch lá dứa, sữa bắp và sữa đậu xanh rồi đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.